Thưa quý vị, thưa các bạn, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP mở ra một sân chơi mới với thị trường gần 500 triệu dân. Quy mô thị trường chiếm khoảng 13,5% GDP toàn cầu. Hiệp định CPTPP không chỉ đem lại lợi ích và cơ hội cho Việt Nam, mà còn đặt ra những thách thức nhất định. Tham gia CPTPP sẽ giúp tăng cường vai trò và vị thế của Việt Nam cả ở khu vực và quốc tế, và là bước tiến mới trong quá trình thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của Việt Nam. Tham gia hiệp định cũng sẽ củng cố thêm sức mạnh kinh tế cho Việt Nam thông qua việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại, cũng như thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo thêm xung lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Theo Bộ Công Thương, Hiệp định CPTPP sẽ góp phần vào việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các thị trường lớn như là Nhật Bản, Australia, Canada, Mexico, cũng như thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu phát triển. Quá trình tự do hóa thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng thông qua CPTPP giúp Việt Nam trở thành một trong những địa chỉ hấp dẫn về đầu tư, có thể thu hút được dòng FDI với giá trị lớn hơn và công nghệ cao hơn. Cùng với đó là cơ hội lớn cho Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, bởi nhu cầu đối với các ngành xuất khẩu trọng điểm như dệt may, da giày, dẫn tới việc mở rộng các ngành sản xuất nội địa, thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia đối với nhiều ngành nghề, tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, hiệp định này đặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn cao về minh bạch hóa, các quy định về bảo hộ sở hữu trí tuệ, cũng như đưa ra nhiều cơ chế giải quyết tranh chấp có tính ràng buộc và chặt chẽ. Những tác động tiêu cực từ những yêu cầu phải mở cửa thị trường mua sắm công, thuế nhập khẩu hay thiếu chiến lược được đầu tư hiệu quả có thể khiến cho lợi ích tổng thể của nền kinh tế bị suy giảm. Trong khi đó, quá trình cải cách thể chế trong nước nếu chậm sẽ có thể không bắt kịp với tiến trình chuyển đổi nhanh chóng khi nền kinh tế Việt Nam hội nhập trong CPTPP, cản trở Việt Nam khai thác những cơ hội mà CPTPP mang lại. Việt Nam sẽ phải mở cửa chào đón hàng hóa dịch vụ của các nước đối tác tại thị trường trong nước, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt hơn tại sân nhà. Trong bối cảnh khả năng thích nghi của doanh nghiệp Việt Nam với kinh tế thị trường còn kém, thì nguy cơ thất bại của doanh nghiệp trên chính thị trường nội địa cũng vì thế mà gia tăng. Chúng ta cũng nhận thấy thực tế cái quá trình diễn tiến của hội nhập của chúng ta trong suốt hàng chục năm qua đã mang lại những kết quả rất to lớn cho nền kinh tế, cho đất nước, cho sự phồn vinh cũng như cho cải thiện của đời sống nhân dân, cho năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cho cả cái vị thế, ảnh hưởng, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Thì rõ ràng là chúng ta có những điều kiện để không chỉ gia tăng về quy mô của xuất khẩu và điều đó có nghĩa là mở rộng hơn nữa khu vực sản xuất trong nước, mà chúng ta còn có điều kiện tiếp cận và nâng cao những giá trị gia tăng trong hàng hóa xuất khẩu và trong các cái kinh tế của chúng ta. Chưa kể đến những điều kiện rất cơ bản thông qua hợp tác trong hàng loạt các lĩnh vực khác với những cái cải cách đã được quy định ở trong các nội dung của cam kết của song phương của giữa chúng ta với các đối tác ở trong cái hiệp định này, thì sẽ giúp chúng ta tiếp tục hoàn thiện về thể chế, về môi trường, về khung khổ pháp luật cũng như hàng loạt các cái cơ chế chính sách cụ thể trong từng lĩnh vực để tiếp tục hoàn thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng hàng hóa dịch vụ và phát triển khả năng sản xuất của nền kinh tế, bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới, từ đó tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Phần quan trọng khác chính là giúp Việt Nam đẩy nhanh cải cách thể chế trong nước để vận hành nền kinh tế thị trường một cách toàn diện và triệt để, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch. Bởi khi tham gia, Việt Nam sẽ phải đưa ra những cam kết rõ ràng hơn trong việc cải thiện môi trường đầu tư và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, CPTPP sẽ thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng cân bằng hơn và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam. Đây mới là các lợi ích mang tính lâu dài. Ngoài ra, CPTPP có tính mở. Khi có nước khác tham gia hiệp định, thì lợi ích với Việt Nam cũng sẽ tăng lên. Là nước tham gia từ đầu, thì Việt Nam sẽ có lợi thế hơn trong việc bảo vệ các lợi ích của mình.
Đối với các cái hiệp định CPTPP thì chúng ta có thể thấy rõ rằng khi mà một doanh nghiệp làm sai thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái cộng đồng doanh nghiệp, và nó sẽ làm cho chúng ta không chỉ tổn hại đến nền kinh tế của một ngành mà của cả Việt Nam nữa. Chính vì thế mà các cái doanh nghiệp của chúng ta cần phải nắm bắt rất là chặt chẽ, đặc biệt là không được gian lận trong thương mại, và chúng ta cũng không có sử dụng những cái quy tắc xuất xứ sai trái, mà phải đáp ứng một cách và tuân thủ một cách đầy đủ chặt chẽ các cái yêu cầu đó, cũng như là phải nắm bắt được các cái điều kiện tham gia thị trường của các cái thị trường của các nước trong khối CPTPP để mà chúng ta thực hiện một cách đầy đủ và chặt chẽ nhất. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa sẵn sàng và có thể hoạt động không hiệu quả nếu không cải cách cơ cấu và hoàn thiện thể chế, tăng cường năng lực khi tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội không nhỏ từ CPTPP như mở rộng thị trường, gia tăng xuất khẩu, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, tiếp cận nguồn vốn đầu tư, tiếp cận công nghệ, kỹ năng quản lý nước ngoài và cải thiện hiệu quả hoạt động khi thể chế kinh tế thị trường trở nên hoàn thiện hơn. Và dù vậy, doanh nghiệp cũng phải xử lý hiệu quả những thách thức, đặc biệt trong việc cải thiện khả năng cạnh tranh, khả năng tận dụng cơ hội, đặc biệt là hài hòa việc thực hiện CPTPP với các tuyến hội nhập khác. Khi chúng ta hội nhập như vậy thì cũng cần phải có là thứ nhất là cái chất lượng cái sản phẩm, thứ hai là cái chi phí cho sản phẩm làm sao được cái giá tốt nhất và chất lượng tốt nhất để chúng ta xuất khẩu đi sang thị trường các nước nó sẽ dễ dàng hơn. Vì trong cái hiệp định này thì tất cả các nước đều là giảm cái thuế 0% mà, nên là chính cái đó là đều phải có cái sự cạnh tranh về cái chất lượng, về cái mẫu mã. Chính vì vậy mà doanh nghiệp chúng tôi cũng đang cố gắng làm sao mà xây dựng được một cái thương hiệu, xây dựng được một cái chuỗi sản xuất, làm sao đem được cái chất lượng rồi cái mẫu mã tốt nhất. Hiệp định CPTPP có hiệu lực sẽ góp phần gia tăng hiệu ứng tích cực quá trình hợp tác thương mại toàn cầu của kinh tế Việt Nam. Đây được coi là một trong những điểm nhấn nổi bật nhất trong diện mạo hội nhập kinh tế quốc tế trong năm 2020. Và để tận dụng được các lợi ích nêu trên, Bộ Công Thương đã lưu ý các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý một số giải pháp như sau. Trước hết, các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu thông tin về Hiệp định CPTPP để nắm vững cam kết của Việt Nam và các thị trường đối tác quan tâm, đặc biệt là các thông tin về các ưu đãi thuế quan. Doanh nghiệp cần có cái nhìn bao quát đối với hiệp định, không chỉ tìm hiểu thông tin về lĩnh vực trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay, toàn bộ văn kiện tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt của Hiệp định CPTPP đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Bộ Công Thương. Đây là kênh thông tin hữu ích cho tất cả các đối tượng quan tâm đến Hiệp định CPTPP. Và bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần thay đổi tư duy kinh doanh trong bối cảnh mới. Lấy sức ép về cạnh tranh là động lực để đổi mới và phát triển. CPTPP chắc chắn sẽ mang lại cơ hội cho những doanh nghiệp nào chủ động đáp ứng với những thay đổi về môi trường kinh doanh do quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mang lại, thông qua việc xây dựng và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn chung và dài hạn, nhằm thúc đẩy dòng chảy của hàng hóa vào các thị trường đối tác tiềm năng. Các doanh nghiệp cũng cần chủ động tìm hướng hợp tác với các thị trường đối tác để thu hút mạnh mẽ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, nhằm tận dụng hiệu quả nguồn vốn và việc chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn lớn. Đồng thời, đây cũng chính là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.